để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, chất lượng. Đảng bộ Ban Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng luôn quán triệt để cán bộ đảng viên, người lao động nhận thức đúng, sâu sắc những giá trị cốt lõi của đạo đức cán bộ ngân hàng, theo lời dạy của Người. Nhất là sự tận tụy trách nhiệm trong công việc, có ý thức ham học hỏi, nghiên cứu, tư duy để nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, luôn thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, hăng hái trong các phong trào thi đua, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước công việc được giao. Chi bộ thì hàng năm chi bộ cũng thường xuyên tuyên truyền cái chỉ thị 05 về học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đến với các cán bộ đảng viên thông qua các cái buổi sinh hoạt chi bộ. Và đào mỗi năm thì chi bộ cũng cho toàn thể cán bộ đảng viên xây dựng cái kế hoạch học tập làm theo phù hợp với cái chuyên đề của từng năm, bám sát theo chuyên đề của từng năm và phù hợp với cái vị trí công việc cũng như là nhiệm vụ được giao của từng cán bộ trên cơ sở đó để thực hiện được cái nhiệm vụ đó được tốt hơn. Trong công tác chuyên môn, đảng ủy thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ, có những giải pháp cách làm hợp lý, nhất là luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên, thực hiện tốt phương châm, thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, để dòng vốn tín dụng chính sách của đảng, nhà nước được trao cho người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn. Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, đấy là phương châm của ngành ngân hàng chính sách xã hội mà hiện nay chúng tôi đang tạo cái sự lan tỏa này đến các chính quyền địa phương, các hội đoàn thể, các tổ tiết kiệm vay vốn để cùng với chúng tôi đồng hành phục vụ nhân dân. Để điều đó khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Ngân hàng Chính sách thành phố Đà Nẵng đã tạo nên một cái hiệu ứng và lan tỏa rất tốt. Và trong quá trình triển khai nhiệm vụ của Ngân hàng Chính sách thì gần như đến giờ phút này chúng tôi chưa nhận được những ý kiến phản ảnh về thái độ phục vụ nhân dân của ngân hàng, cán bộ ngân hàng chính sách xã hội. Đặc biệt, chi nhánh đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, triển khai thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Kết quả, với 14 chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện, đơn vị đang phục vụ hơn 90.000 khách hàng vay vốn, với tổng dư nợ đạt trên 4.500 tỷ đồng. Đặc biệt, các chương trình cho vay cấp bách thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn sau dịch COVID-19 luôn đạt kết quả đi đầu. Qua đó giúp hàng chục nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, duy trì và mở rộng việc làm, tăng thu nhập. Là chúng tôi đánh giá cao cái vai trò của cán bộ ngành chính sách xã hội trong cái việc tiếp cận với dân, gần gũi với dân, tận tâm với dân, từ đó tạo được cái lòng tin của nhân dân và để truyền tải các cái chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước thông qua những cái đồng vốn đến với người nghèo, đến với các cái đối tượng chính sách thì để mà phát triển được cái kinh tế xã hội của cá nhân cũng như là của tập thể, của cộng đồng và từ đó làm cho cái đất nước nó phát triển tốt hơn. Thời gian tới, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể đảng bộ, tạo động lực giúp đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.